Miếng cơm, manh áo. Mẹ, mẹ về rồi. Ừ, nay lạnh quá, cua ốc nó trốn đi hết cả. À, mà nay bắt được con lươn to béo lắm. Chiều mẹ nấu cho con bắt cháo. Thôi, con không ăn đâu, mẹ đem ra chợ mà bán. Con phải ăn lấy sức mà học, sắp thi rồi. Cả cái huyện này có ai được vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia như con của mẹ đâu. Cố lên con à. Vâng. Mẹ ơi, mùa đông lạnh thế, sao mẹ cứ đi chân trần vậy? Con ở nhà đóng kín cửa ngồi một chỗ còn thấy lạnh buốt xương ấy. Cả năm đi như vậy, mẹ quen rồi. Đi dép vào còn cảm thấy khó chịu nữa. Thôi, con đi học đi. Mẹ xuống bếp xem cơm nước thế nào, cũng muộn rồi. Ở nhà sao mẹ không đi dép vào cho đỡ lạnh? Ừ nhỉ, hồi nãy mẹ xỏ dép vào rồi, ngồi quanh quẩn bỏ dép ra lại quên đâu mất. Thôi, đưa bác đây mẹ xới cơm, ăn nhanh còn học bài con. Mẹ ơi, con được giải nhất rồi, mẹ ơi. Con được giải nhất quốc gia rồi, mẹ ơi. Mẹ. Thật hả con? Vâng, vừa có kết quả về trường rồi mẹ ạ. À, vậy là ước mơ của mẹ con mình đã thành sự thật. Mẹ ơi, mẹ xong chưa? Thế này được chưa con? Trông mẹ cứ quê quê nhỉ? Hay là thôi, con đi một mình, mẹ không đi nữa. Ơ kìa mẹ, hôm nay Sở Giáo dục tỉnh, họ mời cả phụ huynh đến dự lễ trao giải cơ mà. Mà mẹ con đẹp lắm. Mẹ cứ thấy ngại ngại. Quanh năm mẹ chỉ đi từ nhà ra đồng, tự nhiên đến cái hội trường gì đó, toàn người có ăn có học, mẹ... Mẹ, không sao đâu, mẹ cứ ngồi cạnh con là được mà. Mà chẳng phải mẹ rất mong được nhìn thấy con lên nhận giải thưởng hay sao? Đi, con đèo mẹ nhé. Xin mọi người dành cho hai em nhỏ một tràng pháo tay nữa ạ. Và tiếp sau đây, chúng tôi xin mời em Lê Bình An, học sinh lớp 12A, trường Trung học Phổ thông Đoàn Kết, đã đạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi toán lên nhận bằng khen và phần thưởng. Mẹ, mẹ ngồi đợi con lát nhé. Ừ, con lên đi. Chúc mừng em với thành tích học tập cực kỳ ấn tượng. Đây là thành tích nổi bật nhất của tỉnh ta trong năm học vừa qua. Em có thể phát biểu đôi lời cảm nhận của em khi đạt được kết quả như ngày hôm nay được không? Dạ, em phải cảm ơn các thầy cô rất nhiều đã dành thời gian, tâm huyết để bồi dưỡng cho em có được kiến thức vững vàng nhất. Và đặc biệt, em xin cảm ơn mẹ em, người mẹ nghèo đã chịu nhiều vất vả để em có được như ngày hôm nay. Hôm nay mẹ em cũng tham dự buổi lễ và phần thưởng này em xin dành tặng mẹ. Ừ, vậy chúng tôi xin mời người mẹ đặc biệt của em An lên sân khấu để cùng nhận phần thưởng này và giao lưu một chút với quý vị, các bạn học sinh có mặt ngày hôm nay. Ôi, tôi... Dạ, cháu xin mời bác ạ. Nhìn kìa. Ừ, thôi chết, mình lại quên dép rồi. An ơi, mẹ lại quên dép rồi, xấu hổ quá. Mẹ ơi, không sao ạ. Bác ơi, hay bác xuống lấy dép rồi lên cũng được. Mẹ, mẹ để con. An, con làm gì thế? Mẹ, để con đi dép cho mẹ. Mẹ tôi cả đời quên đi dép như vậy. Mẹ tôi sáng chiều ra đồng cày cấy, trưa đi bắt ốc mò cua, lúc dưới đồng sâu, lúc lên đồng cạn. Khi nắng cháy da, khi rét cắt thịt, đôi chân đều không thể đi dép.
đôi chân nứt nẻ, chai dần theo tháng năm tôi lớn lên, từng hạt thóc, từng con tép con tôm nuôi tôi ăn học. Cũng nhờ đôi chân ấy giải dầm mưa nắng, lâu dần đôi chân mẹ không quen đi dép nữa. Mẹ, con yêu mẹ và thương đôi chân mẹ rất nhiều. Sau này, mỗi lần mẹ quên, con sẽ đi dép cho mẹ. Vết rạn của viên ngọc trai đen. Bác nhìn xem, chiếc bình ngọc này hoàn hảo, không một tì vết nào. Trần đời này không đâu kiếm được chiếc thứ hai đâu. Tôi phải lặn lội khắp nơi và mất rất nhiều tiền mới mua được nó về. Về chiếc bình này thì phải công nhận, nhưng nó cũng chưa phải là quý nhất và hoàn hảo nhất. Bác cứ nói thế. Tôi nói là có căn cứ, chứ chẳng phải nói cho vui đâu. Chẳng nhẽ cậu vẫn chưa biết sao, trên đời này thứ quý nhất chính là ngọc trai đen vùng biển phía đông đấy. Vậy cơ à? Nếu nó quý giá và hoàn hảo đến vậy thì cũng đáng để vào bộ sưu tập của tôi lắm đấy. Thôi, tôi nghĩ cậu không nên nuôi tham vọng sở hữu viên ngọc quý giá đó. Nghe đồn bao nhiêu người đi tìm kiếm loại ngọc trai đó mà bỏ mạng ngoài biển khơi đấy. Họ khác, tôi khác. Bằng mỗi giá, mình phải có viên ngọc trai đen hiếm có khó tìm đó. Lúc đó, tên tuổi của Jack Golden với những bộ sưu tập báu vật có 102 sẽ vang đi khắp thế giới. Với con tàu chắc chắn và đoàn thủy thủ tinh nhuệ này, mình không tin rằng không thể tìm thấy loại ngọc trai đen ấy. Mau một lại dây bơm nhanh lên. Nguy rồi, giữ chắc dây bơm đi. Không trận bão nào có thể đe dọa được ta, là nhất định không bỏ cuộc đâu. Chắc à. Mình còn chưa chết sao? Đây là đâu? Là một con trai biển. Là một con trai biển. Liệu trời ơi, một viên ngọc trai đen. Còn cảm ơn ông trời, cảm ơn biển cả. Hóa ra sau cơn bão hôm qua thì giờ là phần thưởng dành cho con. Nhưng mình đang ở đâu đây? Đường về nhà là hướng nào? Trời ơi, biển cả đã ban cho ta món quà quý giá nhất thế giới này, vậy mà lại để ta bỏ mạng nơi đây ư? Không, ta không cam tâm. Hình như có bóng một con tàu. Cứu tôi với. Mọi người nhìn kìa, có người trên biển. Liệu có phải Jack không nhỉ? Cứu. Đúng là Jack rồi, chúng ta tìm thấy Jack rồi. Chà, cứ tưởng chết ngoài biển rồi. Thế mà cuối cùng thì ta cũng có được viên ngọc trai đen quý giá và hoàn hảo nhất trên đời. Ai bảo ta không thể có được thứ mình muốn chứ. Ủa, kia là gì vậy? Là một vết rạn ư? Mọi thứ đang hoàn hảo mà tự dưng lại xuất hiện cái vết rạn kia. Thật là ngứa mắt, không thể để một viên ngọc không hoàn hảo như vậy vào bộ sưu tập của ta được. Nhưng mình đã suýt mất mạng vì nó. Hơn nữa, số người sở hữu được ngọc trai đen trên đời này chỉ tính trên đầu ngón tay thôi. Ôi trời ơi, chỉ tiếc là cái vết rạn xấu xa kia. Đúng rồi, vết rạn đó cũng không rõ lắm. Mình phải xóa nó đi mới được. Tự tay mình xóa đi thì sẽ không ai phát hiện ra. Cái gì? Cậu thuê hẳn một con tàu để đi ra vùng biển phía đông tìm ngọc trai đen ư? Hóa ra cái lần chết hụt trên biển của cậu là vì nó ư? Tôi đã nói rồi mà, không gì tôi muốn là không thể cả. Tôi có thể xem qua viên ngọc đó được không? Ai chứ ông thì được. Ngọc quý thì cũng phải là người có mắt biết nhìn ngọc mới xứng chứ. Mời ông. Đúng là đó rồi. Sự bí ẩn của vùng biển phía đông trông nó thật hoàn hảo. Đúng, thật hoàn hảo phải không? Trong bộ sưu tập của tôi thì thứ gì cũng hoàn hảo. Sao nào, ông chưa từng thấy một viên ngọc trai nào quý giá đến vậy ư? Không. Liệu tôi có nhìn lầm không? Ông nói nhìn nhầm cái gì? Liệu có đúng là anh tự tay lấy viên ngọc ra từ con trai rồi giữ nó nguyên vẹn không vậy? Thì đúng là tôi tự tay lấy viên ngọc ra khỏi con trai mà. Nhưng khi về nhà, tôi phát hiện nó có một vết rạn nhỏ, nên đã mài vết rạn đó đi. Chẳng phải bây giờ trông nó mới thật hoàn hảo hay sao? Ủa, anh mài đi? Chẳng nhẽ
Ông nhìn ra được vết rạn sao? Tôi đã mài viên ngọc trai đó kỹ lắm rồi mà. Chắc ơi là chắc. Anh có biết vì anh muốn viên ngọc trở nên hoàn hảo mà anh đã mất đi bao nhiêu là giá trị của nó rồi không? Đánh mất giá trị viên ngọc ư? Đúng vậy, viên ngọc trai đen giá trị nhất khi nó hoàn toàn tự nhiên. Và đặc biệt, khi nó có vết rạn tự nhiên nữa thì giá trị của nó có thể tăng thêm gấp 5 lần. Hả? Gấp 5? Ngọc trai đen có vết rạn được gọi là vân ngọc. Tôi nói chân thành với cậu là nhờ những vân ngọc đó mà ngọc trai sẽ tăng gấp 5 lần giá trị đấy. Mà chính loại ngọc trai đen có vân mới là hiếm nhất trên đời. Cậu đã được biển cả trao cho món quà thật sự là cực kỳ có giá trị. Nhưng vì ham muốn sự hoàn hảo để có giá trị cao hơn mà vô tình cậu lại làm giảm giá trị của nó đi mất rồi. Giờ viên ngọc này đã bị mài rồi, giá của nó còn chẳng bằng ngọc trai thường đâu. Trời ạ, là thế sao? Theo đuổi mục tiêu chuẩn cao thực ra cũng là một nguyện vọng tốt đẹp, nhưng đừng quá cầu toàn chắc à. Con người ta thường hay theo đuổi sự hoàn mỹ mà vô tình vứt bỏ những thứ vốn dĩ mình có thể có trong tay. Và cuối cùng, cái gọi là hoàn mỹ mà họ tìm kiếm lại không bao giờ đạt được. Ở trên đời, những thứ tốt đẹp nhất không có nghĩa là những thứ hoàn mỹ nhất. Ai mang nước mắt mà ngăn nẻo về? Nặng lắm phải không? Để anh giúp cho. Còn xa lắm mới về đến nhà. Thôi ạ, không sao đâu anh, cứ để em. Đã bảo em gánh được mà. Có đoạn nữa là về đến nhà thôi. Xa xôi nổi gì. Chẳng nhẽ cô ấy muốn lấy ba mình thật sao? Không được, mình nhất định phải ngăn cản chuyện này. Ba mà lấy vợ thì làm sao mà yêu thương mình như trước được nữa. Hay để anh gánh vào tận nhà cho em. Cổng nhà anh với nhà em cách nhau tận một bước chân đấy. Ba ạ, à, Hạnh đã đi học về rồi đấy hả cháu? Ôi kìa, cô Sen hỏi kìa con. Chắc con bé đi học về đang mệt đấy anh à. Thôi anh vào nấu cơm cho con đi. Ba ơi, con đã về rồi này. Ba ơi, ba. Ba làm gì ở đó thế? Con về rồi đấy hả? Cứ ăn cơm trước đi. Ba giúp cô Sen sửa nốt chỗ này rồi về nhé. Lúc nào cũng cô Sen. Bây giờ ba đã như vậy rồi. Sau này nếu ba lấy cô ấy nữa thì chắc chẳng hỏi han gì đến mình mất. Ba ơi. Anh ơi, anh làm sao thế này? Anh mở mắt nhìn em đi. Anh tỉnh dậy đi anh. Anh mà có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao. Anh Tư ơi. Ôi chà, đau quá. Anh ơi, anh đau ở đâu? Để em đưa anh đi bệnh viện. Chắc chỉ bị đau tai chút thôi em à. Em đừng có lo lắng quá. Thôi ngay đi. Hạnh này, tại sao con lại luôn có thái độ không vui với cô Sen như vậy? Con không muốn ba lấy vợ. Con chỉ muốn ba con mình mãi mãi như thế này thôi. Thôi nào con, đừng khóc. Ba cũng chưa đưa ra quyết định của mình mà. Ba rất muốn lắng nghe con. Đến nào con. Ba hứa với con đi. Ba hứa với con là sẽ không lấy vợ đi. Hai cha con đang ăn cơm đó ạ. Em mang sang cho anh một chút rượu tỏi để anh xoa bóp cho mau khỏi cái tay. Chỉ là đau sơ sài thôi mà. Em ngồi đây ăn cơm với hai cha con anh luôn đi. Cô đi về đi, để cha con tôi yên. Con... Hạnh, sao con hỗn thế hả? Con nhắc lại, cô hãy tránh xa ba con ra. Con không bao giờ chấp nhận cô đâu. Cô đừng làm những việc vô ích nữa. Hạnh, thôi ngay. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã lấy chồng. Ba, sao ba lại vác củi lên nhà trên? Ba buồn vì cô Hạnh đi lấy chồng sao? Vậy là giờ chỉ còn lại mình ba. Ba lại mỗi ngày một già yếu. Mình lại lấy chồng xa như thế này, biết bao giờ mới về thăm ba được đây? Giá mà ba có một người bạn đời cùng chia sẻ buồn vui lúc tuổi già,
thì có lẽ mình đã yên tâm hơn. Ba ơi, thời điểm đó em còn đang ở độ tuổi chưa đủ chín chắn. Ba đã hy sinh tất cả vì muốn nhìn thấy em được hạnh phúc, chứ không phải buồn rầu như thế này đâu. Đừng khóc nữa em. Ba ơi, con về thăm ba đây. Con chào ba ạ. Hai vợ chồng con về rồi đây ạ. Hai vợ chồng bận vậy mà vẫn thu xếp ra với ba hả? Vất vả cho các con quá. Thưa ba, chúng con ở xa chẳng về thường xuyên với ba được, nên Tết đến, vợ chồng con về ăn Tết với ba cho ba đỡ buồn ạ. Ôi dào, các con cứ cẩn thận quá. Ba ở ngoài này có bà con hàng xóm nữa mà. Ba ơi, con có lỗi với ba nhiều lắm. Giờ mỗi lần nghĩ đến ba đang lủi thủi một mình là con lại không thể ngăn được nước mắt. Giá mà thời gian có thể quay trở lại, nhất định con sẽ ủng hộ ba tìm cho mình một người bạn đời. Con dây dứt lắm, ba ạ. Thôi thôi, cây con bé này, lấy chồng rồi mà cứ như là trẻ con vậy à. Ba có thấy làm sao đâu. Nào, hai vợ chồng vào nhà đi con. Đồng xu bị lỗi. Các em không được bất lịch sự như thế. Dạ con xin lỗi. Không sao, thầy biết con đến đây không phải lần đầu, cứ đến nghe nếu con muốn. Dạ, con cảm ơn thầy. Ông ơi, ông xem cháu nhặt được cái gì này? Cháu đã về rồi à, có gì mà vui thế cháu? Ông xem đi. Cháu à, ông biết cháu rất thích piano, nhưng tay của cháu... Vả lại, điều kiện nhà mình không đủ để cho cháu theo học đàn đâu. Dù đôi tay này không được lành lặn, nhưng cháu vẫn muốn được một lần thử cố gắng về ước mơ. Ông cho cháu thử được không? Chỉ một lần này thôi. Thôi được rồi cháu yêu. Xin thầy hãy dạy cho cháu tôi. Cháu nó thực sự rất thích piano. Hiện tại tôi không đủ tiền, nhưng tôi hứa sẽ trả dần cho thầy. Cứ để cháu học ở đây. Ông không cần quá lo lắng về học phí đâu ạ. Xin cảm ơn thầy. Xin mời thí sinh tiếp theo. Cháu Gia Huy. Ui, thằng bé bị cụt ngón tay út kìa. Dạ, thế thì đánh làm sao được? Không biết giám khảo nhận xét ra sao nhỉ? Một phần thi không được thành công cho lắm nhỉ? Cháu có thể trả lời tại sao cháu lại muốn chơi đàn đến như vậy không? Dạ, thưa chú, vì cháu rất yêu tiếng đàn. Cháu cảm thấy đó không chỉ là âm thanh mà còn là tiếng nói của tâm hồn. Còn điều gì nữa không? Dạ, thưa chú, vì cháu thật sự muốn được thử một lần để biết rằng liệu cháu có thể làm được nhiều hơn những gì mà mọi người nghĩ hay không. Cháu biết trò chơi tung đồng xu không? Với những đồng xu bình thường thì xác suất sẽ là 50/50 cho khả năng sắp và ngửa. Có nghĩa là với người bình thường thì khả năng thành công cũng khá là ít ỏi rồi. Nhưng cháu với bàn tay đó thì còn hơn thế nữa. Cháu là một đồng xu bị lỗi. Thật quá đáng. Cho dù có không đồng ý thì cũng không thể nói với một đứa trẻ bằng giọng điệu đó. Nếu vậy cháu sẽ cố gắng hơn, không chỉ gấp đôi mà sẽ hơn rất nhiều lần để đạt được thành công như cháu mong muốn. Thằng bé được đó chứ. Không những không nhục chí mà còn đáp lại rất khẳng khái. Cháu có biết tác động của bên ngoài cũng sẽ có ảnh hưởng đến xác suất sắp ngửa của đồng xu không? Dạ, cháu không rõ. Có những yếu tố tưởng như không liên quan như sức gió, lực tác động của tay hay là bề mặt mà đồng xu được tung lên, đều ảnh hưởng đến xác suất đó. Nếu như yếu tố đó thuận lợi
thì khả năng tôn được mặt mong muốn sẽ đạt được sớm hơn. Cháu hiểu, cháu không có những điều đó. Tội nghiệp thằng bé. Ôi cháu tôi. Vậy thì nếu cháu đồng ý, ta rất sẵn lòng được làm yếu tố thuận lợi để giúp cháu thực hiện được điều đó. Cháu có nghe nhầm không ạ? Cháu không nghe nhầm đâu. Chúng ta đã xem cháu biểu diễn. Tuy là đoạn sau cháu không được thuận lợi, nhưng cháu vẫn kiên trì đến cùng. Và hơn cả, chúng ta đã thấy được sự say mê và cái hồn trong âm nhạc mà cháu tạo nên. Đó chính là điều mà chúng ta tìm kiếm. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Ông ơi, cháu làm được rồi. Cháu của ông giỏi lắm. Huyền thoại Hồ Núi Cốc. Chuyện kể rằng, ngày xưa, dưới chân núi nọ, có một chàng trai nghèo hiền lành, thật thà, sống bằng nghề chăn trâu cho nhà ông quan lang trong vùng. Hằng ngày, chàng dẫn trâu vào rừng, thả cho trâu ăn cỏ. Lúc buồn, lại lấy cây sáo ra thổi, làm người bạn tâm tình với mình. Vốn hiền lành, tốt bụng, nên đi đến đâu, gặp bất cứ điều gì, dù là những chuyện xảy ra với những con vật, chàng cũng luôn sẵn sàng ra tay cứu giúp. Bởi vậy, muôn thú trong rừng luôn yêu quý và coi chàng như một người bạn. Tiếng sáo ai nghe như tiếng lòng, trông như ngọc, em như nhung, mà sao vẫn giản dị, chân thành đến vậy? Thật khiến lòng ta xao xuyến mà. Từ ngày có tiếng sáo, em thấy tâm trạng tiểu thư phấn chấn hẳn á. Ước gì ta được gặp người thổi sáo một lần, chỉ để tỏ lòng mến mộ là ta cũng cam lòng rồi. Anh chàng thổi sáo này thật là may mắn khi được tiểu thư của em mến mộ đó. Có phải mai lại đến ngày cha ta mở tiệc kén rể nữa không? Dạ vâng ạ. Quan lang muốn tìm một người phù hợp và vừa ý nhất cho tiểu thư nên mới cất công đến vậy. Ta biết, nhưng ta... ta... Cảm ơn chàng đã cứu ta. Chàng biết thổi sáo ư? Nàng có muốn nghe không? Ừ. Thì ra tiếng sáo mà ta yêu mến bấy lâu chính là tiếng sáo của chàng. Biết được tiếng sáo mà mình tương tư bấy lâu là của chàng Cốc, nàng Công càng xúc động và yêu thương chàng hơn. Tình yêu của hai người cũng từ đó lớn dần lên. Ước gì chúng ta được bên nhau mãi mãi như thế này. Giờ ta sẽ vệ sinh với cha nàng, cho phép được cưới nàng làm vợ nha. Láo nào, ta không thể gả con gái cho cái tên khố rách áo ôm như thế được. Phải nghĩ cách lìa xa chúng ra mới được. Ta nghe nói ngươi có tình ý với con gái của ta phải không? Dạ, con thương con gái của ông thật sự. Nếu ông cho phép, con xin cưới nàng làm vợ ạ. Đũa mốc, lại đòi mâm son. Ngươi định dùng lễ vật gì để xin cưới con gái vàng ngọc của ta nào? Con sẽ làm lụng chăm chỉ, yêu thương nàng hết mực. Chúng con yêu nhau thực sự, hẳn sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Con chỉ mong ông thuận ý, thì có phải làm gì con cũng xin theo ạ? Con gái mình cũng yêu nó, nếu thẳng tay đuổi cổ nó thì kiểu gì con gái cũng trách mình mà sinh nhiều chuyện. Chi bằng cứ để cho Hùng Beo tự rước nó về với Diêm Vương, như vậy có phải hay không? Thôi được, muốn cưới con gái ta thì trước tiên phải đi tìm những thứ sao về làm lễ vật đám cưới. Tìm được, ắt ta gả con gái cho. Dạ thưa, ông muốn con tìm thứ gì con xin nghe theo ạ. Nghe đây, ngươi hãy vào lũng phía tìm lấy ngà voi, sừng tê giác và gạc nai về làm lễ vật cho ta. Thiếu một trong những vật ấy thì đừng hòng cưới được con gái của ta. Khiếp, lũng phía là nơi nào mà cậu ta dám đi chứ? Trong đó chỉ có thú dữ ăn thịt người thôi. Người vào đó chỉ một đi không trở về. Ai bảo đòi lấy con gái ông chủ, thân nghèo mồ côi lại đòi cành cao. Giờ chẳng có cách nào khác, nhất định mình phải đi. Mình không thể để nàng Công thất vọng.
Chỉ có điều, làm sao mình có thể giết hại những con vật trong rừng để lấy được những thứ Quang Lang yêu cầu đây? Ngày đêm, chàng cóc lang thang trong rừng sâu, không quản ngại nguy hiểm để tìm báu vật. Nhưng rồi chàng chẳng nỡ ra tay với bất cứ con vật nào. Hỡi chàng trai, ta là thần núi. Ta thấy con có tấm lòng lương thiện, lại hiền lành tốt bụng. Này muốn giúp con được như ý, con hãy cứ trở về. Về đến nhà, ắt sẽ có những thứ con cần để nộp cho Quan Lang. Con tạ ơn thần núi, con tạ ơn thần núi ạ. Còn đây là tặng vật ta tặng cho con. Con hãy cầm lấy mà phòng thân. Nếu gặp nguy hiểm, cứ bẻ răng lược bỏ lại phía sau. Tài thật, sao nó lại có thể bình yên vô sự kiếm được mọi thứ quý giá thế này chứ? Chẳng nhẽ lại để con gái vàng ngọc của ta lại rơi vào tay kẻ nghèo mát hạng này. Bay đâu, mau trói cái tên này lại. Ông ơi, sao lại bắt tôi thế này chứ? Không bắt mày, để mày bắt con gái tao hả? Chỉ có thể là ma quỷ thì mới lấy được những thứ kia của rừng sâu mang về. Chàng ơi, chàng hãy mau lên ngựa, chúng ta cùng rời khỏi nơi đây. Mau lên chàng, cho em cho người đuổi kịp đến đây mất rồi. Bắt chúng nó lại, giết chết thằng cốc của ta. Nàng công và chàng cốc cùng ngồi trên lưng ngựa phóng vung vút như tên bay. Mỗi khi quân của Quang Lang tới gần, chàng cốc lại bẻ một răng lược ném lại phía sau. Chiếc răng lược vụt hiện thành một dãy núi hay con sông ngăn bước tiến của quân Quang Lang. Nhưng quân Quang Lang đông như kiến cỏ, hết lớp này đến lớp khác vẫn kịp đuổi theo chàng, không cho chàng chạy thoát. Chàng ơi! Nàng ơi! Trời ơi! Ta đã đẩy nàng tuột khỏi tay ta mất rồi! Nàng công! Phải cách xa người yêu không biết ngày nào gặp lại. Quá đau khổ, nhớ thương và tuyệt vọng, chàng cốc đã chết đứng bên mép vực sâu, nơi ngăn cách giữa hai người. Trời đất cảm thương, hóa chàng thành một quả núi sừng sững giữa trời, người đời sau này gọi là núi cốc. Thương nhớ chàng cốc, nàng công khóc lóc ngày đêm cho đến một ngày kia, cả tấm thân nàng cũng hóa thành nước mắt. Nước mắt yêu thương chung thủy qua bao năm tháng thấm sâu vào đất, chảy thành dòng theo vết nứt tìm về núi cốc. Người đời sau này gọi đó là dòng sông Công. Chàng trai núi biết, cô gái sông sâu, mối tình sâu hóa sông núi ấy. Ấy chính là truyền thuyết về núi cốc, sông Công ngọt lành mát dịu cho đến ngày nay. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.